Chào tất cả các em học sinh lớp 6 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ môn lịch sử và địa lý ở phần lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết thứ hai của bài số 11 La Mã cổ đại. Đây là lược đồ La Mã cổ đại và phía bên cạnh đó là quảng trường Roma, biểu tượng của La Mã cổ đại. Vậy thì ngoài lĩnh vực kiến trúc thì người La Mã cổ đại đã để lại những cái thành tựu văn hóa gì đối với nhân loại? Thì hôm nay cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về thành tựu văn hóa của người La Mã cổ đại. Về cấu trúc bài học thì thứ nhất, phần thứ nhất đó là điều kiện tự nhiên và tổ chức nhà nước La Mã cổ đại thì chúng ta đã học ở tiết thứ nhất. Tiết thứ hai chúng ta sẽ tập trung vào những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Thành tựu của người La Mã cổ đại thì chúng ta phải kể tới chữ viết, chữ số, luật pháp và kiến trúc. Hình 11.4, sách giáo khoa đây là chữ cái Latin. Có rất nhiều chữ ngày nay chúng ta vẫn còn sử dụng. Nhiều danh từ chung được dùng phổ biến, ví dụ như thượng viện, chính trị, cộng hòa, vân vân và đều xuất phát từ La Mã. Hình 11.5 đó là bảng chữ số La Mã. Bảng chữ số này không còn được dùng trong tính toán nhưng vẫn được dùng để đánh số đề mục hoặc sử dụng đánh số trên đề mặt đồng hồ, trên cái bề mặt của đồng hồ. Hình 11.6, đây là đường Appia chạy giữa thành phố Roma cổ đại từ Tây sang Đông. Còn đây là quảng trường Roma, biểu tượng của La Mã cổ đại. Người La Mã đã xây dựng được những cái công trình kiến trúc vô cùng đồ sộ, nguy nga, giống như đấu trường Colisée, đền Parthenon, đền Pantheon, khải hoàn môn, và họ còn xây dựng được hệ thống cầu cống, đường xá khắp các vùng đất thuộc đế chế. Em một học sinh La Mã thời cổ đại, em hãy thực hiện phép tính 350 cộng 270. Em có nhận xét gì về việc dùng số La Mã để tính toán? 350 cộng với 270 bằng 620. Về những ký hiệu này, chúng ta sẽ ghép như thế nào? Chúng ta sẽ chiếu vào bảng chữ số La Mã. Ký tự C là 100. 300 sẽ là 3 chữ C. 50 đó là chữ L. 270. 100 là 1 chữ C. 200 sẽ là 2 chữ C. 70 thì bằng 20 cộng với 50, trong đó 50 là chữ L, 20 đó là 2 chữ X, bằng 620, 620 thì bằng 500, 500 là chữ D, 100, 100 là 1 chữ C, 20 là 2 chữ X. Như vậy 500 cộng 100 bằng 600, 620. Từ đó chúng ta có thể nhận xét về việc dùng số La Mã để tính toán, đó là rất phức tạp và cồng kềnh. Về thành tựu văn hóa tiêu biểu của người La Mã thì chúng ta có những cái nội dung sau. Thứ nhất, người La Mã đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, đó là sáng tạo ra hệ thống 26 chữ cái và 7 chữ số La Mã. Hệ thống luật La Mã được coi là tiến bộ nhất thời cổ đại và trở thành nền tảng cho việc xây dựng luật pháp ở các nước Âu Mỹ sau này. Nhờ phát minh ra bê tông, người La Mã đã xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ và nguy nga. Nội dung cùng của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhắc lại những cái kiến thức cơ bản trong bài. Thứ nhất, đó là điều kiện tự nhiên. Điều kiện tự nhiên thuận lợi tiến hành buôn bán với các vùng xung quanh và dễ dàng chinh phục những vùng lãnh thổ mới và quản lý có hiệu quả. Tổ chức nhà nước La Mã cổ đại, thời Cộng hòa, quyền lực nằm trong tay viện nguyên lão. Thời đế chế, quyền lực nằm trong tay hoàng đế, viện nguyên lão không còn quyền hành. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu, hệ thống chữ cái và số La Mã, luật La Mã. Về kiến trúc thì có đường Appia, quảng trường Roma, đền Pantheon.
Phần luyện tập ngày hôm nay, cô có một số câu hỏi như sau. Bê tông là một trong những phát minh của người La Mã. Em hãy lập hồ sơ về thành tựu này. Câu 2, em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong cái thời kỳ hiện nay. Mình sẽ lập trước tiên là chúng ta sẽ lập hồ sơ về cái thành tựu về bê tông. Mình ở đây là bê tông, phát minh thuộc lĩnh vực xây dựng, tác giả phát minh đó là người La Mã cổ đại. Ý nghĩa của phát minh đối với xã hội đương thời đó là xây dựng những cái công trình kiến trúc đồ sộ nguy nga, ví dụ như đấu trường của Lý Dê, xây dựng hệ thống cầu cống đường xá. Ý nghĩa của phát minh đối với xã hội ngày nay đó là các hệ thống đường xá bằng bê tông thì ngày nay chúng ta vẫn còn sử dụng. Cái tên một số thành tựu văn hóa La Mã cổ đại vẫn được ứng dụng trong thời kỳ hiện đại. Về lĩnh vực thì đó là chữ viết và chữ số, có kiến trúc và kỹ thuật. Chúng ta sẽ nêu những thành tựu và vận dụng vào ngày nay. Phần này thì các bạn sẽ về nhà tự làm và tập cho cô nhé. Về nhà các bạn sẽ chép bài đầy đủ và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, đồng thời lên lớp học kết nối để lấy bài về và ghi và tập cho cô. Các bạn sẽ đọc trước bài số 12 sách giáo khoa từ trang số 63 đến trang 66. Bài học tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tiết học sau.